Lên thôi. Hello anh em. Và trong video clip ngày hôm nay sẽ là một trận banh nữ. Đây là bóng đá nữ. Và dĩ nhiên rồi, mình vừa đau chân và mình đâu phải là nữ đâu, nên thành ra mình đâu có đá được. Nên Nhi Rondo sẽ đá trận này. Và đây, chiếc camera đã gắn trên đầu, anh em sẽ được trải nghiệm góc đá của bạn Nhi Rondo. Ok chứ hả, hôm nay trận khai xuân luôn hả Nhi? Đợi bạn Úc mạnh không? Dạ mạnh ạ. Đợi em mạnh không? Dạ ừ, cũng ngang ngửa. Ok thì vậy thôi, mạnh hay không mình cũng ráng đá tốt cho mọi người mình xem nha. Dạ. Dạ, vô chơi nha. Let's go. À anh em ơi, hiện tại là team của Thi đang có kinh doanh một số sản phẩm. Anh em nào trân quý những video clip của Thi làm thì có thể hỗ trợ team mình bằng cách mua hàng ủng hộ cho bên Thi nha. Link mọi thứ mình để trong phần mô tả nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và đây là sân bóng trường cao đẳng Lý Tự Trọng, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sân 5 và 2 sân 7. Và các bạn đá sân 5. Đá sân 5. Nói về Nhi Rondo thì mình đã có làm vài video clip rồi nha anh em. Anh em có thể xem lại trên góc màn hình nha. Nhi sinh năm 2000, quê ở An Giang và từng tập năng khiếu cho câu bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Ăn tập ở Tàu Đàn một thời gian khá là dài, nhưng nay không theo con đường bóng đá chuyên nghiệp nữa, quyết định chọn con đường đi làm cho an toàn, ít cạnh tranh, và bóng đá sẽ là một cái đam mê cuối ngày dành cho bạn bè mà thôi. Nhưng mình hy vọng là ở môi trường phong trào này, Nhi cũng sẽ gặt hái được nhiều huy chương và cúp vàng nha. Giờ thì cùng xem Nhi đá nào. Mạnh á, mạnh á. Đây là một pha đỡ bóng và dứt điểm rất là gọn gàng của Nhi Rondo. Anh em thấy hay thì like, đăng ký kênh nha. Pha bước 1 đã loại bỏ hoàn toàn hậu vệ đội bạn. Còn cú dứt điểm thì không đủ hiểm, nhưng cũng đủ gây bất ngờ cho thủ môn không kịp phản xạ. Nói thêm thì cầu thủ số 10 áo xanh đã đứng sai vị trí và không theo sát Nhi Rondo trong tình huống này. Trái này cầu thủ đội bạn qua người và dứt điểm hay, nhưng mà thủ môn thì hay hơn. Mạnh quá ơi. Pha này mà dứt luôn bằng chân trái thì sẽ tốt hơn nè. Đồng đội truyền tốt, Nhi di chuyển tốt, nhưng cú dứt điểm thì hơi nhẹ. Xả trúng hả? Xả trúng. Hơ hơ, bữa giờ ai đeo camera cũng bị một pha như thế này. Haha, mấy bạn mặc đồ màu sắc hơi nhức đầu tí nha. Trời, bị lộn quay à. Bị lộn đi với chị này quá. Ah!
Ok, hết một lượt. Hình như là đã được 15-20 phút gì đó. Giờ thì bạn đang nghỉ ngơi, hồi sức, rồi đá tiếp. Kết quả ở lượt đầu thì có một bàn thắng và một vài cơ hội. Tính ra thì đồ đạc của đội bạn chỉnh chu đó, còn đồ của bên Nhi thì mỗi người mỗi kiểu. Ê chà, pha này hốt một cái, đội bạn văng ra biên luôn. Không riêng gì Nhi Rondo, đồng đội của bạn ấy cũng rất nhiều cầu thủ hay, điển hình như Kamap trong tình huống này, qua người và kiến tạo ghi bàn khỏi chê vào đâu được. Và nói về trình độ đi, thì các bạn nữ trong clip này mình nghĩ là hơn khá nhiều người anh em là nam đang xem view clip mình đấy. Tốt quá. Vẫn là cô bạn Kamap này, nhá sút bên phải và dứt điểm bên trái khá gọn gàng. Tính ra là đầu giờ đến giờ bạn ấy đã có hai pha kiến tạo ghi bàn rồi đấy. Không biết có đau thiệt không chứ mình thấy cười tươi quá. Một pha chích mũi bị tẹt, vô tình hút luôn đối thủ nằm một đống. May mà hai bên quen nhau nha, không thì quýnh lộn rồi. Lên thôi.
một pha xử lý miễn chê vào đâu được. Kéo Crichton sang trái, dụ hậu vệ, sau đó gạt sang phải để loại bỏ hoàn toàn đối thủ. Cú dứt điểm lần này thì mạnh và hiểm hơn nên đã có bàn thắng. Anh em thấy hay thì nhớ like cho Nhi và đăng ký kênh nữa nha. Nhờ sự áp sát trên cướp bóng của đồng đội mà Girondo đã có một khoảng trống rất lớn để dứt điểm. Vị trí có vẻ không thuận lợi cho một cú ướp mưu, nên chích mũi trong tình huống này là quá hợp lý rồi. Một cú two box quá tốt, bóng ghim thẳng vào góc A, thủ môn bó tay, đội bạn ngỡ ngàng, còn bản thân bạn ấy thì cho là mình hên thôi. Còn anh em thấy sao? Hay thì nhớ like cho Girondo nhé. Đấy thôi. Pha này dứt bóng thì khá hay, nhưng vị trí góc là quá hẹp cho ông đội dứt điểm ghi bàn. Hồi nãy thì cho người ta nằm sân, bây giờ mình nằm sân lại quê nè. Lên lồng. Thêm một bàn thắng nữa cho bên Girondo. Với một hat-trick thì mình nghĩ chắc cũng đủ thú vị cho anh em đánh giá được khả năng của Girondo rồi đúng không nào? Ok, vậy là xong ha, xong được hai mạng. Em thấy hôm nay em đá ok không? Dạ, em thấy chắc. Tự đánh giá là còn cố gắng nữa, nhưng mà đối với mình đây là một trận banh phải nói là tuyệt vời, 10 trên 10 của Girondo luôn. Còn anh em thấy sao? Anh em thấy sao thì comment cho mình biết nha. Và nếu anh thấy hay thì like, đăng ký kênh, hỗ trợ clip mình trong thời gian tới nha. Mình là Phạm Thi và đây là Girondo. Xin chào, gặp lại. Bye bye.